Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Khánh đã tiến hành tuần tra kiểm soát, lập chốt xử lý tình trạng xe mô tô đi ngược chiều trên đường Cách Mạng tháng 8, đoạn trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Khánh. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ đã có hàng chục người vi phạm đi ngược chiều đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm. Tình trạng người dân điều khiển xe mô tô bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều tại khu vực này diễn ra khá thường xuyên trong thời gian qua. Mặc dù biết đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác, nhưng chỉ vì sự tiện lợi giảm bớt được số đoạn đường di chuyển nên nhiều người vẫn nhắm mắt vi phạm. Đa số người dân vi phạm đi ngược chiều tại khu vực này là khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc giao dịch tại cây ATM trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Khánh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Long Khánh tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt xử lý mạnh, nghiêm minh các trường hợp đi ngược chiều tại các tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.